chồng không chịu mua xe cho em vợ. Tôi tức tối bỏ đi. Lúc quay về thì thấy trong nhà dư ra một người. Cuộc tranh cãi ngày càng leo thang, không bên nào chịu nhường bên nào. Thậm chí chồng tôi còn nói nếu như tôi ôm tiền cho em trai vay thì anh ấy sẽ ly hôn. Chưa bao giờ chồng nặng lời với tôi như thế. Thì để biết vì sao người chồng không cho em trai của vợ vay tiền, cũng như là khi cô vợ về nhà thấy dư ra một người, vậy người đó là ai? Và bây giờ Ta Sa mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi rất tự hào về cuộc hôn nhân của mình, rất bình yên và hạnh phúc. Tuy nhiên, một cuộc cãi vã đã làm thay đổi cuộc đời của tôi. Đêm hôm đó, em trai đến nhà tôi hỏi vay chúng tôi một khoản tiền để mua xe. Em muốn chạy xe ghép để kiếm tiền. Tôi rất muốn giúp đỡ em trai, nhưng chồng tôi lại kiên quyết không đồng ý, dù chúng tôi đang có một khoản tiền tiết kiệm không hề nhỏ. Tôi tin em trai mình vì nó thật thà và chịu khó. Nhưng dù tôi có giải thích như thế nào, chồng vẫn không chịu. Nguyên nhân là vì anh sợ em vợ không trả lại tiền. Cuộc tranh cãi ngày càng leo thang, không bên nào chịu nhường bên nào. Thậm chí, chồng tôi còn nói, nếu như tôi ôm tiền cho em trai vay, thì anh ấy sẽ ly hôn. Chưa bao giờ chồng nặng lời với tôi như thế. Tức tối, tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở vài ngày để bình tâm lại. Tuy nhiên khi ở đây, tôi lại có cảm giác bất an một cách kỳ lạ. Bởi vì tôi bỏ nhà đi mấy ngày, chồng chẳng thèm liên lạc để làm lành với tôi. Sau 5 ngày ở nhà bố mẹ đẻ, tôi tự quay về nhà. Nhưng khi bước vào cửa, tôi chết lặng với cảnh tượng trước mắt. Trong nhà tôi thừa ra một người. Đó là một người phụ nữ lạ mặt. Cô ta đang ở trong bếp nấu ăn, còn chồng tôi thì đứng bên cạnh giúp đỡ cô ta. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và thân mật. Anh Minh, cô ta là ai? Tại sao lại ở trong nhà chúng ta? Giọng tôi run run hỏi. Chồng tôi giật mình, sắc mặt tái nhợt và cũng có chút lo lắng. Rồi chồng giải thích đó là đồng nghiệp của anh, cô ấy ở gần đây nên đến nhà tôi chơi. Lời giải thích của chồng càng khiến tôi khó chịu. Tại sao vợ chồng cãi nhau, vợ bỏ nhà đi, anh không đi tìm mà lại ở đây nói cười với một người phụ nữ khác? Linh tính mách bảo giữa hai người nhất định có chuyện gì đó mờ ám, nên tôi không hề tin những lời chồng nói. Hai vợ chồng tôi lại xảy ra cãi vã. Chồng mắng tôi đành đá chua ngoa. Tức giận, tôi lại bỏ đi. Nhưng chồng cũng chẳng thèm đuổi theo hay níu kéo. Hôm sau, tôi hẹn chồng ra ngoài để nói chuyện thẳng thắn. Sau một hồi tra hỏi về người phụ nữ đó, cuối cùng chồng tôi đã thừa nhận mối quan hệ giữa anh ta và cô ấy. Chuyện đến nước này, anh cũng không muốn giấu em nữa. Cô ấy tên là Mai, là đồng nghiệp của anh. Tụi anh qua lại với nhau cũng một thời gian rồi. Và hiện tại, cô ấy đang mang thai con của anh. Tôi chết lặng, không thể tin nổi vào tai mình. Chồng tôi đã lừa dối tôi, còn đưa cả nhân tình về nhà khi tôi đi vắng. Vậy mà lâu nay tôi không hề hay biết. Nếu như lần này không vô tình bắt gặp, anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ? Nhưng phẫn nộ hơn, anh lại đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Anh trách tôi luôn ép anh phải làm theo ý tôi, lại không chịu sớm sanh con. Từ trước khi kết hôn, chúng tôi đã thống nhất với nhau sau 5 năm mới có con. Thứ nhất là hai đứa vẫn còn trẻ, tôi muốn tập trung lo cho sự nghiệp. Thứ hai là vì kinh tế của cả hai chưa ổn định, tôi muốn tích góp được một khoản rồi mới sinh con. Như vậy con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Khi đó anh đã đồng ý và chẳng phản đối gì. Vậy tại sao bây giờ anh lại lôi chuyện này ra làm cái cớ? Còn chuyện tôi bắt anh làm theo ý tôi, thực ra là có những quan điểm và cách làm của anh không phù hợp. Lúc đó tôi cũng đã giải thích và thuyết phục anh thì anh mới nghe theo. Còn cái gì tôi sai, tôi vẫn luôn nhận lỗi cơ mà. Hóa ra từ trước đến nay, anh vẫn luôn bất mãn về tôi nhưng lại không nói ra. Hóa ra bao lâu nay, chỉ mình tôi ảo tưởng rằng mình có một cuộc sống hạnh phúc. Đau đớn và gục ngã, chuyện đến nước này, vợ chồng tôi chỉ còn nước ly hôn mà thôi.
Dòng tâm sự thứ hai, nhờ tờ đơn ly hôn từ 3 năm trước mà tôi biết bí mật của chồng. Nếu như tôi không phát hiện ra tờ đơn đó, chồng còn giữ bí mật đến khi nào? Giờ đây tôi đang đau đầu khi tìm cách giải quyết hậu quả chuyện trong quá khứ của chồng. Hôm chủ nhật vừa rồi, được nghỉ nên tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Quần áo không dùng đến thì tôi xếp gọn để gửi về quê cho họ hàng. Còn giấy báo cũ thì bán đồng nát. Trong lúc dọn hồ sơ sổ sách của chồng, tôi bất ngờ phát hiện tờ đơn ly hôn được cất cẩn thận trong một chiếc túi tài liệu. Nhìn vào tháng ngày trong tờ giấy, tôi thật sự rất đau lòng. Chỉ sau khi cưới có vài tuần, anh đã ngồi viết tờ đơn này. Tại sao chồng không yêu tôi nhưng lại chấp nhận cưới tôi làm vợ? Vì muốn làm sáng tỏ mọi chuyện trong quá khứ, nên lúc anh ấy đi uống cà phê buổi sáng về là tôi hỏi ngay. Chồng tôi trầm ngâm một lát rồi mới chịu kể lại sự thật. Ngày đó anh đưa bạn gái về ra mắt, nhưng bố mẹ anh không đồng ý. Họ chê cách ăn mặc của cô ấy hở hang, nói năng hỗn láo, lại không có việc làm. Trước sức ép của mẹ, anh buộc phải cưới tôi. Vì vẫn còn yêu cô gái kia, nên chồng tôi hứa sau khi cưới vợ sẽ ly hôn để quay lại với tình cũ. Dù đã viết đơn ly hôn nhưng anh ấy chưa bao giờ đưa cho tôi ký. Bởi ở bên tôi lâu, anh cảm thấy yêu vợ nhiều hơn. Anh khen tôi nấu ăn ngon, biết cách đối nhân xử thế và chăm sóc cho chồng con chu đáo. Chồng tôi thấy thật sự may mắn khi được mẹ tìm cho một người vợ tốt. Thế nên anh quyết định cất giữ tờ đơn ly hôn, coi như là kỷ niệm một thời. Trước khi lấy tôi, anh và bạn gái cũ đã lên kế hoạch có thai để tạo sức ép cho bố mẹ. Nhưng khi cô gái đó có bầu, bố mẹ chồng tôi vẫn không chấp nhận và cấm cô ta bước vào nhà. Những năm tháng qua, chồng tôi vẫn âm thầm chuyển tiền nuôi đứa con riêng mà tôi không hề hay biết. Anh bảo rất hối hận vì đã làm cho người yêu cũ có bầu mà không thể cho mẹ con cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Chồng tôi muốn tôi mở rộng tấm lòng để cho anh và đứa nhỏ thường xuyên được gặp nhau. Tôi chỉ sợ nếu như tôi để cho hai bố con qua lại với nhau, có nghĩa anh sẽ có nhiều cơ hội gặp lại tình cũ. Làm như thế, tôi khó lòng kiểm soát được trái tim của chồng. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!